nói chung là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì em xây nhà rồi, giờ cần đàn bà xây tổ ấm nữa là được. Ở đâu? Em nhà ở quê. Anh thấy là Nam ra trước hình như hên đó. Rồi cho Nam ra trước đi. Bây giờ mình cho Nam ra trước đi ha. Bạn Nam xuất hiện. Vào. Chào bạn. Quen em chào anh Linh. Chào chị Cát Tường, chị Cát Tường. Quen lắm rồi nha. Dạ. Tên gì? Hôm em có tới cổ vũ trong đoàn của em Nguyễn Văn Tý, em tới từ Nghệ An. À, nhớ Tý. Dạ. Dạ dạ. Tý thì cổ vũ cho chuột. Thế cho mèo. Cho mèo. Dạ. Cho bạn của mình xong ngồi dưới đứng lên trả lời anh kia là bạn có người yêu chưa đúng không? Dạ đúng rồi. Xong mà nói chưa cái nó tham dự luôn rồi nay dự nữa hả? Em đăng ký lâu rồi lắm rồi anh. À. Em đăng ký. Rồi bữa nay rồi Tý đi rồi có ai đi theo ủng hộ Tý nữa không? Dạ không, hôm nay em không có ai hết chị. Buồn vậy. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ, chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Tâm, em 22 tuổi. Hiện em đang làm kế toán ở một công ty tư nhân ở Vũng Tàu ạ. Rồi, mình rồi đó, bây giờ giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Văn Tý, em đến từ Nghệ An. Em năm nay 32 tuổi. Em làm bên sản xuất đồ gỗ nội thất. Bên đó 32, bên này 22. Em có thấy là lớn quá không? Cũng hơi lớn chút xíu à. Hơi lớn xíu ha. Em mới 22 tuổi, xinh. Tại sao không có người yêu? Công việc của em thì chủ yếu là làm ở văn phòng. Các đồng nghiệp thì có gia đình hết rồi. Môi trường là không có nam giới phù hợp ạ. Mà từ trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ em cũng có hai mối tình rồi. Nhưng mà do cũng không có hợp nhau nhiều thứ nên không có đi đến được hạnh phúc. Mà bây giờ là thật muốn tìm bạn trai để hẹn hò hay là muốn lấy chồng? Dạ em trước hết là em muốn tìm hiểu, sau nếu được thì em đi tới hôn nhân luôn ạ. Bao nhiêu lâu nữa thì đi tới hôn nhân được? Có thể là 3-4 tháng gì đó. Hả? Cái gì mà 3-4 tháng nhanh vậy? Mới 22 tuổi 3-4 tháng gì đó lấy chồng luôn? Dạ vì em tuy em nhỏ nhưng mà em hơi chín chắn so với mấy người cùng tuổi ạ. Vậy là trước mắt là thấy thuận lợi đó, tại chị thấy cái anh bên kia ảnh 32 rồi, nghĩ chắc anh muốn lấy liền. Dạ. Em chỉ sợ em phán còn câu quen sau 5 năm nữa mới cưới thì chắc ảnh chờ không nổi. Dạ. Em 1 tháng luôn. Em giờ là em muốn vợ lắm rồi anh. Nhưng mà bây giờ Tý Tý chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Dạ cũng chuẩn bị rồi chị. Có nói chung là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì em xây nhà rồi, giờ cần đàn bà xây tổ ấm nữa là được. Nhà ở đâu? Em nhà ở quê. Nghệ An hả? Dạ dạ. Không, nhưng tương lai của em là em xác định về quê. Lấy vợ là đem vợ về quê hả? Dạ thì nói chung là không nhất thiết là phải về bây giờ, nhưng mà em hướng là tương lai sẽ là về quê. Ý ảnh là cương quyết là coi như là dưỡng lão ở quê đó. Dạ. Dạ cũng được ạ, nếu mà gọi là thuyền theo gái, gái theo chồng. Sao cô này gì cũng được cho ta, dễ vậy ta. Như vậy Nghệ An xa lắm hả bạn? Không có xa, gần em mà. Em ở đâu? Em ở Hà Tĩnh à, em rất là gần. Trời ơi. Thì ra là vậy. Tưởng đâu trong Sài Gòn mà dám đi ra tới ngoại ở, làm dâu ở ngoại. Chứ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh hả? Dạ, dạ đúng rồi. Rồi thôi bây giờ giới thiệu một chút nè. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu. Dạ em thì em vui tính, em rất là tốt bụng và không lăng nhăng. Còn khuyết điểm của em thì sợ ma, ngủ trễ và nhiều chuyện. Nhiều chuyện là sao? Nói chung là có chuyện gì là của bạn bè em là em đoán được hết á. Rồi chuyện của mình kể cho người ta nghe luôn. Không, cũng kể chút xíu thôi. Cái gì mình tán được là mình tán. Còn chuyện của mình không có tán thì mình không nên tán thì không. Nói chung là chuyện mình không có nói, mình kể chuyện người khác cho người khác nghe thôi. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Vậy thôi. Rồi sao có Tý có thích vợ nhiều chuyện không? Em thì thế nào cũng được, em cũng dễ lắm. Nhưng mà cứ khi nào mà làm xong công việc rồi thì muốn nói đến khi nào thì nói. Đó, mình làm ta nhận khuyết điểm rất là rõ ràng, ta chân thật như vậy đó. Rồi. Bạn tự nhận khuyết điểm đi. Em biến làm việc nhà lắm. Từ khi bị dồn vào đường cùng thì em mới làm việc nhà luôn. Nhưng nữa có vợ không lẽ cứ bắt vợ nấu hoài? Thì nói chung là sau đó mình thì phải suy nghĩ chứ anh. Lấy vợ về rồi mình phải lo cho gia đình, thì cái đó mình tất nhiên em cũng muốn là mình tự ý làm thôi. Chứ không muốn là vợ bảo anh giặt cho em cái đồ hay là gì, rửa cho em cái bát, thì em cũng không có muốn vậy. Rồi cái tật xấu nào mà bạn thấy bạn không thể khắc phục được? Chắc là em nghiền đá banh. Đá banh không sao, thể em dục thể thao đá banh anh ạ. Đá banh với lại đi xem đá banh là cũng nè nè, bên đây cũng thích đá banh nè. Em thích đá banh lắm. Hồi trước cái hồi em còn sinh viên á, em mê quá, 2 giờ sáng vượt rào em đi xem luôn. Vượt rào đi xem luôn? Dạ hôm đó rách quần.
Hai vợ chồng này mùa World Cup chắc là mệt lắm nè. Vậy thế em hâm mộ câu lạc bộ nào? Em thích đội tuyển Brazil với là đội tuyển Anh á. À vậy hả? Anh thích đội tuyển Đức, vừa rồi nó phá nát Brazil đến 7-0. Bạn có những cái ưu điểm như thế nào? Ưu điểm thì em cũng là một người rất là hòa đồng, là cũng biết chia sẻ, cũng biết giúp đỡ mọi người. Thích mẫu bạn trai như thế nào? Dạ em thích bạn trai của em cao 1m65 trở lên, có da có thịt chút xíu. Nó ốm quá, ốm là ốm quá sướng. Em có ốm quá không anh Linh? Không. Cao nhiêu, cao nhiêu? Cao 1m65 tí tí. Dư sức luôn. Rồi được. Điểm nào không thích ở bạn trai? Em không thích bạn trai em gia trưởng, khó tính, không biết nấu ăn. Căng à. Có gia trưởng không? Gia trưởng thì chắc là em cũng không không có. Không nhưng có. Mà không biết nấu ăn là có rồi đó. Dạ, nhưng mà em lại ăn rất là nhanh. Cũng là khuyết điểm mà cũng là ưu điểm luôn. Là bởi vì là em ăn vậy nhưng nhiều khi em không biết là nó ngon hay là không. Nói chung là dễ nuôi, dễ ngon. Nuôi. Còn không thích gì nữa không? Không thích nhậu về khuya quá. À có nghĩa nhậu được mà nhớ về dạ, chơi với được, em mà được nhậu rồi. Được. Mà nhậu được thì cho em đi nhậu với. À, nhậu được không? Em nhậu được mà. Uống được nhiêu lon? 12 lon. Hả? 12 lon? Dạ. Trời ơi. Tướng vô đây uống 12 lon. Dạ dạ đúng rồi. Thiệt không? Cao thủ, cao thủ. Sư phụ. Nể chưa, nể chưa. Cái đó nhỏ. Em chấp nhận kèo giới. Kèo dưới nhỏ kèo mà giới. Có vỏ nha. Nếu vợ mình uống được vậy là mình vui. Bởi vì dạ. Đâu gỡ vợ gánh giùm. Uống dạ. Được nhiêu lon? Em hả? Em thì cũng được 5 lon. Em cũng có ưu điểm là không hút thuốc nha. Em không có nhậu nhẹt. Ha, dạ. Được. Thuốc hút được mấy điếu? Không, tự em muốn hút thuốc. Ờ, hút dạ. Hồn. Được, không có hút thuốc. Dạ. Giờ đi nhậu dắt vợ đi theo là khỏe rồi ha. Dạ, dạ. Chấp hết đối thủ chấp luôn. Chấp hết đối thủ luôn. Tụi bay ngon uống với vợ tao. Dạ. Dữ. Uống chờ mình về luôn. Quá dữ. Chị ngưỡng mộ vợ em rồi đó. Dạ, dạ. Ráng cưới nha. Những hồi có chiều hay không chị? À, ăn thua em nữa. Dạ, ăn thua là chị á. Ông Mai bà mối rất quan trọng. Rồi nhớ nha, tại vì dạ. Quên mà Mai dạ, á. Không quen. Nhớ gửi kẹo cu đơ vô nha. Ai dạ. À, hôm nay bạn gái đi bạn thân không? Dạ, em có đi với chị gái của em ạ. Chào chị. Dạ, em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường. Em là Trang, em là chị họ của bé Tâm ạ. À, em thấy tí cu đơ bển sao? Nói chung em thấy cặp này dễ thương. Dễ thương ha. Dạ. Chị cũng thấy dễ thương nữa mà không biết được không. Thôi để bên kia tìm hiểu đi. Thôi giờ kéo màn lên đi. Bắt tay cái coi. À, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, bắt đầu. Chào em. Dạ, em chào anh. Lần đầu tiên gặp gỡ thì bộ bó hoa anh tặng em. Rồi, cảm ơn em. Cái tiểu sử bộ hoa này là cũng khó, cũng khổ lắm đấy. Tiểu sử của cái bộ hoa này. Rồi, ngồi xuống nghe tiểu sử bộ dạ. Hoa đi em. Lần đầu tiên là anh mua hoa tặng cho bạn gái. Nhưng mà dạ. Lúc nãy anh ghé qua cái đường gì anh cũng không có nhớ tên. Nhưng mà thấy bảng hoa là anh lại em bảo là cô bán cho con 5 bông hoa cúc màu trắng, 5 hoa cúc màu vàng, gói cho đẹp để con đi tặng bạn gái. Vậy là cô gọi và ủa cái này người ta dùng để cúng ông địa mà. Anh đang làm việc ở à anh là ở quận Thủ Đức. Em ở đây thì bây giờ đang làm việc ở đâu? Em đang làm kế toán ở dưới Vũng Tàu á. À Vũng Tàu dạ. Cũng nhưng xa mà tương lai là em lên đây. À, lên cho anh sớm dạ, nha. Dạ dạ. Nhân đây thì cũng cho anh được gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bố mẹ em với là gia đình em, đó là dạ. Lời chào. Cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng vậy á. Em cũng hỏi thăm người nhà anh. Bởi vì bố mẹ em là người có công rất lớn để sinh ra em. Nói chung là lần đầu tiên thấy em thì anh nghĩ em cũng nhìn cũng xinh. Nhưng mà nói chung cái bên trong thì cũng phải tìm hiểu sau. Cái vẻ bên ngoài thì cũng là rất là xinh. Thì tính tình anh, cái bên trong là tính tình á. Anh có chịu về nấu ăn không? Anh thì sau này thì cũng cố gắng sẽ học, sẽ thay đổi. Nói chứ mà giờ thì thực ra thì anh không có biết nấu ăn. Nhưng mà... Có gì em chịu học nấu ăn không? Thì con có, vì vợ vì con mình có thể làm được tất cả. Thiệt không? Chắc không? Thiệt. Anh nghĩ là anh sẽ làm được. Công việc của em thì ví dụ như bấm nút hẹn hò thì có thời gian để mà dành cho nhau không hay là... Nói chung là thời gian của em cũng ít. Thì em cũng đi công tác nhiều. Anh nghĩ rằng cái mái ấm gia đình với vợ với con cũng là cái nơi bình yên mà mình tìm về. Anh cũng quan điểm là yêu nhưng một khi đã làm bạn gái hay là đã làm vợ rồi ấy, thì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi, chung thủy, không có thích nằm trong vòng tay kẻ là anh không thích. Cái đó là anh kỳ nhất là cái vấn đề đó. Hết giờ. Bạn rất là vui nhưng bạn khi mà nói chân thật như vậy rất là thật. Rồi bấm nút đi.
Suy nghĩ kỹ, nghiêm túc nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi rất là bất ngờ. Dạ. Tại sao bạn nữ lại quyết định không bấm? Dạ, em cảm thấy em với anh cũng có nhiều điểm được, nhưng mà em thấy có một số điểm chưa được lắm ạ. Ví dụ? Ví dụ? Thì ví dụ như công việc của em á, thì tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều, em đi công tác rất là nhiều. Anh nói là sợ này nọ thì thực sự thì nếu mà không có hiểu được công việc của em thì rất dễ là hiểu nhầm. Thực sự là em tránh cho anh thôi. Anh nghĩ bạn này cũng rất là thoáng, cũng hiểu mà. Dạ, hơn nữa thì em cũng là muốn ở đây làm việc lâu dài. Thì là em chưa biết. Đây là lý do bạn quyết định điều đó. Dạ, đúng rồi. Em nghĩ sao? Thì cũng bình thường thôi, em cũng tôn trọng bạn. Dạ, thì em cũng nói rồi, không có mình không ấy thì mình làm bạn không có sao hết. Coi như mình duyên chưa tới đi. Dạ, dạ. Em cảm ơn anh. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Một cặp loa Smart E5. Hy vọng chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm nhiều hơn để tìm một nửa trái tim cho mình. Dạ. Chúc hai bạn nhiều may mắn. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Chào chị, cảm ơn em.